Em trường xăm chào anh em nhá. Hôm nay gọi là gần kết thúc được gọi là buổi nền nhưng mà anh trai vỡ trận. Đi được cái phần gấu đít, nói chung là phần ở trên vai được bong vải rồi. Anh chị em xăm gì thì cứ inbox qua face mình nhá. Khung thì là của thợ khác đi. Đang bị lỗi, mình chỉ cũng đánh bóng thôi, chỉnh lại thôi.